Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Tý. Những chú chuột có nhiều cơ hội tốt nhưng đừng quá vô vập. Tử vi tháng 1 âm lịch của người tuổi Tý chỉ ra rằng con giáp này thường xuyên bị lạc hướng bởi những thông tin tốt. Do đó, bạn cần phải bình tĩnh để đánh giá mọi việc một cách khôn ngoan trước khi đưa ra những quyết định. Công việc dù có những tín hiệu tích cực, nhưng con giáp tuổi Tý thời gian này vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể khẳng định được vị thế của mình. Có thời điểm bạn cảm thấy lạc hướng khi nhiều nỗ lực chưa đạt được kết quả. Lúc này, việc đánh giá lại tình hình là điều rất cần thiết. Ảnh hưởng của mộc dục nên bản mệnh thích khoe những thành tích của mình có được. Bạn muốn được công nhận và nghe lời khen ngợi. Nhưng không phải lúc nào mọi việc cũng đi theo đúng hướng. Thế nên cách phản ứng của một số người có thể khiến cho người tuổi Tý cảm thấy khó chịu khi họ đột nhiên trở nên thẳng thắn hơn bình thường. Họ đưa ra những nhận xét làm bạn không vui, nhưng điều này không có nghĩa bạn có thể bỏ qua các lời bình luận, có thể họ nói đúng về khuyết điểm của bạn. Dịch mã xuất hiện trong tháng khiến cho bản mệnh vất vả hơn thường lệ. Nhiều người phải liên tục di chuyển để thực hiện các mục tiêu đầu năm đã đề ra, hoặc có thể du sương quá nhiều với mục đích xây dựng mối quan hệ để chuẩn bị cho một năm làm ăn phát đạt nên bạn tốn khá nhiều công sức. Hãy tin rằng những vất vả của mình rồi sẽ có ngày được bù đắp thì bạn sẽ có động lực hơn để vượt qua những khó khăn và trở ngại. Còn về vận trình tình cảm của những chú chuột vào tháng 1 âm lịch này cũng có nhiều khởi sắc khi cả hai hòa hợp, vui vẻ hơn. Mỗi khi trở về nhà, bạn lại tìm được cảm giác bình yên mà mình mong muốn. Tuy nhiên, phương diện sức khỏe không nên chủ quan, hạn chế việc ăn nhậu quá thường xuyên vì nó đang phá hoại sức khỏe của bạn theo thời gian đấy. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023, tức tháng Giáp Dần năm Quý Mão của người tuổi Tý qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng đầu xuân năm mới 2023, những chú chuột vốn là người nhanh nhẹn, tháo vát và có thêm sự hỗ trợ của chính ấn nên nhiều hạng mục trong công việc đã được hoàn thành trước thời gian. Tuy nhiên, đừng gọi chủ quan hay vui mừng quá sớm vì vẫn có những nhiệm vụ mới xuất hiện đòi hỏi bạn phải bỏ ra nhiều nỗ lực chú tâm vào đó. Việc giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên hay cấp dưới đều cảm thấy có những trở ngại thì tìm cách để trao đổi thẳng thắn cảm nhận của bạn đối với họ. Đừng vì ngại ngùng mà khiến cho tình huống trở nên khó khăn hơn, đến khi quay lại xử lý thì càng khiến cho cả hai mệt mỏi hơn. Có những thời điểm bạn thiếu đi sự tập trung vì bị sao nhãng bởi những ý kiến của mọi người xung quanh. Bạn nên dẹp bỏ hết những phiền nhiễu này để có thời gian thực hiện cho những nhiệm vụ quan trọng. Lời khuyên dành cho người tuổi Tý trong tháng này, hãy xem những lời nói của mọi người là thông tin tham khảo. Bạn mới là người chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính. Lục bạch bay về hướng Tây Nam, mang theo dấu hiệu tài lộc vượng, giúp cho những chú chuột dễ gặp may mắn về con đường tiền bạc. Cơ hội mở ra nhiều không hẳn là điều tốt khi bạn cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết cái nào là phù hợp với mình nhất. Đây là giai đoạn bạn tìm hiểu nhiều hơn, thu lượm những thông tin, nghe ngóng tình hình để đánh giá lại. Sau đó bạn đã hiểu hơn thì việc đầu tư cũng sáng suốt hơn và bạn mới sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro với quyết định mà mình đã đưa ra. Nhiều người tuổi này còn kiếm được khoản thu nhập từ công việc phụ hay ngoài luôn. Tuy vất vả hơn, nhưng bù lại sẽ nhận về mình những phần thưởng xứng đáng trong tương lai. 2. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của những chú chuột vào tháng Giáp Dần này diễn ra thuận lợi hơn. Một số tín hiệu tích cực sẽ đến với lĩnh vực tình cảm của bạn, đặc biệt với những ai còn độc thân. Nếu đang phân vân giữa nhiều đối tượng thì tháng mới sẽ giúp bạn đưa ra quyết định phù hợp. Còn với những cặp đôi, hai bạn cần dành thêm thời gian trò chuyện để thấu hiểu nhau nhiều hơn.
Có như thế, bạn mới biết đâu là điểm khác biệt giữa hai người cần phải dung hòa, chứ không nên đối đầu như hiện tại. Cũng trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ cũng nên lọc bớt những điều tiêu cực trong cuộc sống của mình, như một mối quan hệ hay thói quen không lành mạnh. Chúng đang gây ảnh hưởng không tốt tới bạn, theo đó một cách chính là bạn không kiểm soát nổi. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tỵ chỉ ra rằng, thời tiết lúc này khá lạnh, người tuổi Tỵ nhớ cố gắng giữ ấm cho cơ thể, nhất là những ai đang có bệnh về máu, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày, nên hạn chế ở lâu trong một môi trường lạnh, ẩm ướt. Những ai đang làm kinh doanh thường xuyên phải tham gia các cuộc nhậu say sưa khiến sức khỏe đang giảm sút rõ rệt. Bạn cần biết nói lời từ chối để đảm bảo sức khỏe của mình nữa nhé. Ngoài ra, khi việc di chuyển trong tháng khá thường xuyên, bạn cũng phải cẩn trọng hơn trong việc cầm lãi nhé. Luôn đề phòng sự an toàn của bản thân và mọi người lên trên hết. Nhất định không được điều khiển xe trong tình trạng say xỉn. Để tình hình sức khỏe có thể cải thiện tốt hơn, bạn nên tìm cách kết nối cơ thể thông qua những lớp học yoga hoặc thể dục nhẹ nhàng. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý qua tháng 1 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Mậu Tý, mệnh hỏa, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, tránh việc mất tiền. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Canh Tý, mệnh thổ, năm sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết, nên có biện pháp đề phòng, trở nên chủ quan. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu cam. 3. Tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết, khoe khoang chỉ khiến cho tình hình tệ hơn mà thôi, bạn nên khiêm tốn hơn. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. 4. Tuổi Giáp Tý, mệnh kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết, đánh giá là xem mình thiếu sót ở đâu để bổ sung. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Hợi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 5. Tuổi Bính Tý, mệnh thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Lời khuyên dành cho con giáp này nên cho người khác cơ hội cũng là cho mình thêm cơ hội. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ, sắc may mắn, màu đen, màu hồng. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Sửu. Tháng đầu tiên của năm mới rực rỡ với những tin tốt lành. Tháng 1 âm lịch dự báo những chú trâu có cuộc sống khá dư dả vì có nhiều nguồn thu hoặc nhận được nhiều quà phần thưởng hậu hĩnh. Tháng 1 âm lịch nhờ có nguyệt lệnh quan đới cho thấy sự độc lập nhất định mà con giáp này tự xây dựng cho mình lúc này bắt đầu mang lại hiệu quả, nhất là những ai đang làm trong lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Thời gian này, nếu đang tìm việc làm, người tuổi Sửu sẽ tìm được những công việc ở mức độ tự do là cao. Thái dương, các tinh phù trợ cho nhân duyên của bản mệnh thêm phần hành thông và thuận lợi. Những người đang yêu nhau sẽ rất sẵn lòng, gắn bó và dựa dẫm vào nửa kia nhiều hơn, không còn ham chơi nữa. Người tuổi Sửu cố gắng làm điều gì đó để có thể gây bất ngờ cho nửa kia của mình vào tuần tới. Tuy nhiên, đừng hết lòng quá, kẻo bạn dễ bị rơi vào tình trạng u mê, vướng mắc, tình cảm không đạt được như mong muốn. Chính tài ghé thăm mang lại tin vui liên quan tới tiền bạc mà con giáp này đã mong đợi từ bao lâu nay. Thu nhập đang có dấu hiệu đi lên, người tuổi Sửu có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ việc đầu tư. Xem tử vi năm 2023 vào tháng 1 âm lịch cho người tuổi Sửu qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp.
tháng mới sẽ mang tới cho những chủ trâu động lực để hệ thống hóa lại các phận trình sự nghiệp của mình. Hãy cố gắng để bản thân có thể làm việc hiệu quả và ít bị phân tâm hơn. Bạn đã và đang trên đà phát triển của chính mình. Tuy nhiên, để có thể tạo được những bước đột phá lớn trong sự nghiệp, thì đây là thời điểm mà người tuổi Sửu nên loại bỏ bớt những thói quen tiêu cực cũng như những niềm tin khiến cho bạn tự giới hạn bản thân. Tháng đầu của năm Quý Mão cũng là lúc bạn có thể kết nối, mở rộng mối quan hệ với những người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực của mình. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở người tuổi Sửu nên biết lượng sức mình. Giỏi cũng không có nghĩa là làm tất cả. Nếu khối lượng công việc đang vượt ngoài khả năng của bạn thì hãy cân nhắc tới việc tìm người trợ giúp từ bên ngoài nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 1 âm lịch, ngũ hoàng nhập cùng chính bắc, bản mệnh có điềm báo đi xa, chủ yếu là vì công việc. Song lần này người tuổi Sửu sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả ngoài sự mong đợi, vì thế hãy luôn giữ tâm thế chủ động cho mọi việc. Người làm công ăn lương hãy cứ chăm chỉ, nỗ lực vừa để học hỏi, vừa để gia tăng thêm thu nhập ngoài luôn. Nhìn chung, cuộc sống của bạn lúc này đã thoải mái hơn, không phải lo nghĩ quá nhiều về việc chi tiêu, mua sắm như trước đây. Có thể là vì người tuổi Sửu nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh hoặc có quà từ người thân đi xa trở về. Nhìn chung, tháng Giáp Dần, người tuổi Sửu khá rực rỡ về phương diện tiền bạc. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Thiên diêu chủ về đào hoa cho thấy sự đa tình của người tuổi Sửu trong khoảng thời gian này. Đó có thể là dấu hiệu của việc bắt cá hai tay. Bạn đừng tiếp tục phạm những sai lầm này nhé. Có những vấn đề dù bản mệnh có cố tình lờ đi cũng không được nữa rồi, vì thế đã đến lúc phải đối diện với nó. Lâu nay bạn có thể e ngại nhưng đã đến lúc nói ra những lời thật lòng rồi đấy. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng 1 âm lịch đối với tuổi Sửu về phương diện sức khỏe, bạn nên xem xét lại các loại thực phẩm hàng ngày bằng những thức ăn dinh dưỡng lành mạnh. Thời điểm lạnh giá cũng là lúc cần giữ gìn sức khỏe, luôn cố gắng giữ ấm cho cơ thể, nhất là phần đầu, ngực, hai bàn tay và hai bàn chân. Không nên đi ra ngoài quá thường xuyên, kẻo bạn dễ bị ốm. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Kỷ Sửu mệnh hỏa, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, tính toán chi ly, cũng có lúc đi lệch hướng ban đầu. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Tý, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. 2. Tuổi Tân Sửu mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, chuyện trong nhà mình không nên mang đi kể cho người ngoài. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. 3. Tuổi Quý Sửu mệnh mộc, nam sao Vân Hỡn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết, nhận được sự tín nhiệm trong công việc đã cho bạn thêm động lực. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu tím. 4. Tuổi Ất Sửu mệnh kim, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết, tình hình tiền bạc khá rực rỡ, nhất là các khoản đầu tư đã khởi sắc. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu cam, màu xanh lá. 5. Tuổi Đinh Sửu mệnh thủy, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết, chuyện gì cũng kể lể với mọi người, không phải là việc nên làm. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng.
Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Dần. Năm mới chỉ nên nói những điều hay, tránh thị phi, kẻo thiệt thân. Bước sang tháng 1 của năm Quý Mão 2023 cho thấy con giáp này rơi vào tình trạng mất cân bằng khi dành quá nhiều thời gian cho công việc, sẵn sàng tham gia các cuộc gặp gỡ đối tác mà quên các sự kiện quan trọng của gia đình. Tháng 1 âm lịch, người tuổi Dần nên quan tâm nhiều hơn tới quyền lực của bản thân để được đối xử công bằng thay vì chịu ấm ức như hiện tại. Không lúc nào im lặng cũng là tốt. Bạn cần chọn thời điểm để nói ra những điều mình cần nói. Làm quan nhập mệnh mang lại sự nhiệt huyết hết mình của bạn trong công việc. Dường như không có khó khăn nào ngăn trở bước tiến của bạn. Thế nhưng, khi bạn có quá nhiều tham vọng trong sự nghiệp thì có nghĩa là bạn không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Nhất là nữ mệnh sống lạnh nhạt với chồng, sự xa cách này có thể gây ra những hậu quả không hay cho tình cảm của vợ chồng trong tương lai. Thiên cậu hung tinh xuất hiện trong tháng này nhắc nhở người tuổi Dần cần phải cẩn thận hơn trong từng lời ăn tiếng nói nếu không muốn vướng vào thị phi. Ngoài ra có thể các vấn đề sức khỏe trong tháng cũng gây ra một số phiền nhiễu cho bạn đấy. Những ai chăm chỉ sẽ có được khoản thu đáng kể. Việc này sẽ bổ sung cho những phần thưởng vật chất mà bạn xứng đáng nhận được, giúp bạn có thêm nhiều cơ hội kiếm tiền, động lực hơn trong công việc. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần qua từng phương diện của cuộc sống. Luận về phương diện sự nghiệp, những chủ hộ trong tháng đầu xuân năm mới này không ngại thể hiện tham vọng của mình với những mục tiêu lớn lao. Hơn ai hết, người tuổi Dần tin tưởng vào khả năng bản thân và điều quan trọng là bạn thích mình trong trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết, sợ sự lười nhác khiến bản thân trở nên trì trệ. Để có được những kết quả như ý thì bạn cũng cần thay đổi cách tiếp cận với các vấn đề. Sự thay đổi và thích nghi cũng giúp bạn có cơ hội điều chỉnh cảm xúc cá nhân, giúp các vấn đề tồn đọng lâu nay được giải quyết. Tả phù xuất hiện để hỗ trợ cho kế hoạch của con giáp này sớm đạt được kết quả như mong đợi. Có thể nhận thấy những người xung quanh rất nhiệt tình giúp bạn khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu, hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận hơn. Tuy nhiên, đừng vì có chút thành công mà bắt đầu nói những lời không hay hoặc phủ định công sức của người khác hoặc chê bai người kém hơn mình. Từ đây có thể phát sinh những thị phi, điều tiếng không đáng có. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng 1 âm lịch, nhất bạch bay về hướng Tây Bắc cho thấy bản mệnh có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tận tới, gặp may mắn về phương diện tài chính trong những ngày đầu năm. Có người còn nhận được phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân. Khi sổ tiền tăng lên thì hãy nghĩ tới việc tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình, trở nên hoang phí hay chi tiêu quá nhiều. Ảnh hưởng của tỷ kiên cho thấy trong lúc mất kiểm soát vì một vài lời chỉ trích của bạn cũng có xu hướng mua sắm để bù đắp cho những khoảng trống của bản thân. Đó là lúc bạn dễ mắc những sai lầm trong khía cạnh về tiền bạc. Nếu có thể, hãy để một khoản nhất định cho việc chi tiêu. Tiêu hết số đó thì dừng lại. Có như thế, bạn mới có thể kiểm soát tốt khoản thu chi của mình. Đôi khi bạn cần nghiêm túc với bản thân một chút thì mới có tiền tiết kiệm đảm bảo cho tương lai của mình. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Có thể vì say sưa với các cuộc gặp gỡ bạn bè, đối tác nên bạn thường xuyên về muộn hoặc trong tình trạng thiếu tỉnh táo. Đó là lý do người ấy cảm thấy không vui hay trách móc khiến cho tình cảm thêm phần căng thẳng vào tháng giáp dần này. Những ngày đầu năm con giáp này
nên ưu tiên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Đừng tham công tiếc việc quá, đến nỗi quên mất đâu là điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Không ít các cặp vợ chồng, người tuổi Dần chỉ vì xa nhau lâu ngày sẽ sinh ra những hiểu lầm rắc rối không đáng có. Còn giáp này cũng nên lưu ý tránh những mối quan hệ quá sâu sắc có thể gây hiểu lầm không đáng có. Khoảng thời gian này, ở công sở nhiều hơn ở nhà khiến bạn dễ sa ngã, có tình cảm với người khác ở cùng cơ quan. Hãy tỉnh táo nếu không muốn mắc sai lầm đáng tiếc khiến bạn phải hối hận. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Thời tiết vào thời điểm này khô và lạnh, do đó người tuổi Dần ngoài việc tìm cách giữ ấm cho cơ thể, cần quan tâm hơn tới việc dưỡng da, đảm bảo đủ độ ấm để hạn chế tối thiểu trường hợp da bị nứt nẻ, gây đau đớn khó chịu, bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Thiên cậu hung tinh dự báo họa khẩu thiệt thị phi gây hao tổn sức khỏe. Khi không có sự an tâm, bình tĩnh thì bạn không khó có được giấc ngủ ngon như ý. Vì thế, hãy cố gắng dẹp bỏ những lo lắng, phiền muộn ra khỏi đầu óc để lên giường ngủ ngơi. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể dành thời gian để luyện tập yoga hoặc ngồi thiền. Vì đó là cách để cải thiện sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất hiệu quả giúp bạn có được thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dần vào tháng 1 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Giáp Dần, mệnh mộc, năm sao thổ tú, nữ sao phân hở, khẩu quyết, càng tỏ ra thái độ kiêu ngạo, khoe khoang càng thiệt thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu tím, màu vàng. 2. Tuổi Nhâm Dần, mệnh kim, năm sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, ghi hết các nhiệm vụ ra giấy để đề ra phòng những lúc quên hay thiếu sót. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tỵ, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. 3. Tuổi Giáp Dần, mệnh thủy, năm sao thái dương, nữ sao thổ tú, khẩu quyết, tài chính vượng sắc mang lại an tâm nhất định cho bản mệnh. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Dần, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi Bính Dần, mệnh hỏa, năm sao thổ tú, nữ sao phần hở, khẩu quyết, dành thời gian cho gia đình mang lại cho bạn cảm giác ấm áp vào những ngày đầu xuân năm mới. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn, màu vàng, màu hồng. 5. Tuổi Mậu Dần, nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, không phải chăm chỉ là được ghi nhận, hãy lên tiếng khi cần. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Ngày, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu trắng. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 đối với người tuổi Mão. Tháng chào năm mới rực rỡ hơn cả mong đợi. Bước sang tháng Giáp Dần, những người tuổi Mão được khuyên nên tận dụng tối đa lợi thế đang có để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Tuy nhiên, nếu đang làm gì cũng không được chủ quan, người tuổi Mão nhé. Tháng 1 âm lịch là tháng Giáp Dần. Suốt những thời gian vừa qua, người tuổi Mão khá từ tốn, cẩn thận. Khi làm việc gì cũng có kế hoạch chu đáo, cuối cùng cũng lại mang những thay đổi tích cực cho công việc của con giáp này vào tháng đầu xuân năm mới. Đây là giai đoạn thích hợp để thực hiện những kế hoạch bạn đang ấp ủ từ trước đó. Tuy nhiên, vẫn cần căn cứ vào tình hình thực tế để xúc tiến mọi thứ phát triển. Tam Bích nhập cùng Đông Bắc, người mệnh này tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao vây. Chủ yếu phát sinh tại nơi làm việc, nhất là những ai làm trong cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhương, phức tạp. Tuy nhiên, để vượng nhập mệnh cũng có phần gây ra những ảnh hưởng tiêu cực khi bạn cảm thấy mình quá xuất sắc thì bạn nghĩ
mình hơn người khác. Thích cạnh tranh, giành phần thắng trong mọi khía cạnh cuộc sống. Điều này không tốt cho chuyện tình cảm của bản mệnh trong tháng Giáp Dần này. Còn đối với những người độc thân, đây không phải là tháng may mắn đối với bạn, nhất là những ai đang đặt công việc lên trên tình cảm, thì khoảng thời gian này nguy cơ rạn nứt là rất cao. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mão qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Nhờ có đế vượng soi rọi mà những quyết định của những chú mèo trong tháng Giáp Dần thường đúng đắn và cho lại kết quả rực rỡ hơn cả mong đợi. Bạn nhận ra bản thân mới chính là người tạo ra may mắn cho mình khi mà bạn chăm chỉ, kiên nhẫn nên cuối cùng công sức cũng đã được đền đáp. Không những thế, tam hội ghé thăm còn tạo điều kiện thuận lợi cho những việc hợp tác làm ăn của người tuổi Mão. Hứa hẹn con giáp này sẽ gặt hái được những thành công và gặp được những đối tác uy tín sau thời gian dài tìm kiếm. Trong khi đó, những người làm việc ở công sở cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người, nhờ vậy mà kết quả cuối cùng khá hứa hẹn. 2. Luận về phương diện tài chính. Thiên đức tạo điều kiện cho những chú mèo đang làm ăn có cơ hội phát tài phát lộc, nhất là những ai kinh doanh online. Nhờ đi đúng hướng mà thu nhập dồi dào ngay từ những ngày đầu năm khi mới vừa mở hàng. Không những thế, bản mệnh còn nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ của những người khác về mặt tiền bạc và bạn có thể tháo gỡ những áp lực thực tế, nhất là liên quan tới nợ nần. Dù có nhiều khoản phát sinh bất ngờ, nhưng nhờ có việc lên kế hoạch cho mọi việc từ trước, nên các chi phí không nằm ngoài dự tính. Nhìn chung, bản mệnh không phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong tháng 1 âm lịch này. 3. Luận về phương diện tình cảm. Bước sang tháng mới, năm mới, người tuổi Mão gặp nhiều may mắn trong con đường tình duyên đối với người độc thân. Đừng để những lý lẽ trước đây khiến bạn đánh mất cơ hội của mình. Trước đây bạn không có được hạnh phúc như ý, bởi chẳng phải là bạn không gặp được người khiến mình yêu thích, mà đơn giản bạn chưa chịu mở lòng đó thôi. Kiếp tài khiến cho rắc rối thị phi bao vây, nên không ít thông tin tiêu cực liên quan tới bạn hoặc người ấy. Do không ai chịu xác nhận lại thông tin, nên nguy cơ xảy ra căng thẳng, mâu thuẫn rất cao. Bạn cần chú ý tới cách tương tác, đừng để mâu thuẫn nghiêm trọng trong gia đình xảy ra. Hơn nữa, việc đi giải thích các hiểu lầm còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và tốn khá nhiều thời gian. Nhìn chung, trong các mối quan hệ vào tháng Giáp Dần, những chú mèo cần tránh những lời đàm tiếu. Hãy tôn trọng lý trí và hãy tin tưởng người khác. Dù sao, cũng cần thời gian để bạn xem lại những tin đồn đúng hay sai ở điểm nào trước đã nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Với tình hình thời tiết hiện tại, người tuổi Mão dễ mắc bị cảm mạo. Nên lưu ý đến sức khỏe cá nhân, đặc biệt là các dấu hiệu cơ thể đang mách bảo. Sức đề kháng giảm là điều dễ xảy ra trong tháng này khi bạn ăn uống không đủ bữa, không ngủ đủ giấc vì quá nhiệt tình tham gia các cuộc vui trong đầu năm mới. Để cải thiện tình hình sức khỏe của bạn, phải điều chỉnh chế độ của mình càng sớm càng tốt. Ngoài ra, con giáp này nên ưu tiên ăn uống đồ ấm, tránh đồ lạnh hoặc đã để nguội vì chúng có thể có vi khuẩn xâm nhập và gây hại cho sức khỏe của bản thân. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Mão vào tháng Giáp Dần năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Tân Mão mệnh mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Kế Đô khẩu quyết. Mang lại tín hiệu vui trong sự nghiệp của con giáp này. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tý, màu sắc may mắn màu hồng, màu đỏ. 2. Tuổi Quý Mão mệnh kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương khẩu quyết. Bạn có thể gây dựng được danh tiếng nhờ thái độ chuyên nghiệp của mình. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Dần, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu hồng, màu nâu. 3.
tuổi Ất Mão, mệnh Thủy, năm sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết: tài sản gia tăng nhờ kiên trì tăng thu giảm chi. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Dậu, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu xanh lá. 4. Tuổi Đinh Mão, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết: những kỹ năng học được năm trước lúc này phát huy hiệu quả đáng kể. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu đen. 5. Tuổi Kỷ Mão, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết: hãy thẳng thắn chia sẻ những vấn đề của mình với vợ hoặc chồng. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Dân, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu tím, màu xanh lá. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của người tuổi Thìn. Đầu xuân năm mới tập trung vào sự an ổn. Tử vi tháng 1 âm lịch chỉ ra rằng nếu những chú rồng càng cố gắng thay đổi càng khiến bản thân lo lắng hoang mang và kết quả thường không được như mong đợi. Tháng 1 âm lịch nguyệt lệnh suy nên người tuổi Thìn tháng mới dễ thỏa hiệp trong mọi vấn đề mà bạn đối mặt. Có thể lúc đầu đưa ra ý kiến, bạn cố gắng thay đổi quan điểm của đối phương, nhưng khi nhận ra thái độ hiểu thẳng thì bạn nhường bước. Thời gian này bạn thiếu sự tập trung nên công việc bấp bênh, chưa vững chắc, thường có sự thay đổi, làm cho bản thân bị lạc hướng. Lúc này bạn có thể rút kinh nghiệm và tránh lặp lại sai lầm trong tương lai. Những ngày đầu xuân năm mới, bản mệnh có mong muốn hướng thiện, muốn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Nhìn chung, bản mệnh có tư tưởng cao đẹp xây dựng xã hội. Tam hội xuất hiện khuyến khích bạn nên dành phần lớn thời gian trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão cho gia đình của mình. Họ mới mang lại cho bạn những lời động viên quý giá, giúp bạn cảm thấy an ổn, tự tin hơn trong những kế hoạch mà bạn sắp thực hiện tới đây. Bạch Hổ hung tinh dự báo những vấn đề gây bất lợi cho sức khỏe, do đó những chú rồng không được chủ quan. Có thể vì bạn phải thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu lành mạnh nên sức đề kháng giảm sút. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Thìn qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Sẽ không tốt nếu người tuổi Thìn tỏ thái độ không chịu hài lòng với cách sắp xếp công việc của lãnh đạo. Dù sao, người làm ở cấp quản lý vẫn thích người khác làm theo ý của họ hơn, do đó bạn nên khéo léo hơn trong cách hành xử. Ngoài ra, có thể những lời đồn thổi về cuộc sống của bạn trong tháng này, đây cũng là một phép thử cho bản mệnh xem tâm có vững không. Tháng này, người tuổi Thìn nên tránh xung đột càng xa càng tốt vì bản chất của bạn không phải là người thích đối đầu hay gây chiến. Nếu có tranh cãi thêm cũng chỉ nhận phần thiệt thòi về mình mà thôi. Hãy cố gắng giao tiếp và cư xử tốt với mọi người mỗi ngày để tránh các xung đột có thể làm người khác tổn thương. Vì vậy, nếu bạn thể hiện sự đồng cảm, hiểu rõ cảm xúc và đối xử tốt với họ trong một cuộc xung đột, họ sẽ trân trọng và biết ơn điều đó. 2. Luận về phương diện tài chính. Thiên tài ghé thăm mang tới vận may tiền bạc bù đắp cho những buồn phiền khác đang diễn ra trong cuộc sống của người tuổi Thìn trong tháng Giáp Dần năm Quý Mão này. Tuy nhiên, hãy trân trọng những cơ hội mình đang có, đừng vì tài lộc dâng cao khiến các hành vi chủ quan ngày càng tăng lên. Khi kiếm được tiền, bạn cũng rất dễ bị thất thoát. Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, khó khăn hoặc phạm sai lầm đôi khi có thể khiến cho bạn mất cảnh giác, nên biết rút kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tiền bạc trong thời gian tới. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bước sang tháng mới, năm mới, ngũ hành xung khắc dự báo lúc này tình cảm có phần sa sút khi bạn và người ấy không có nhiều thời gian để ở bên nhau. Hơn nữa, cả hai cứ ở gần là lại mâu thuẫn. Bạn nên nhìn lại xem
mình đã làm sai điều gì và cố gắng để cải thiện. Đừng đổ lỗi cho đối phương khi chính bạn cũng có những thiếu sót. Ngoài ra, khi gặp những vấn đề, bạn có thể tìm được người có kiến thức để tâm sự, giải tỏa áp lực trong lòng và tâm trạng cũng dần khởi sắc. Con người độc thân nên ý tứ hơn trong việc theo đuổi người khác giới. Nếu bạn cứ tiếp tục tấn công bằng tin nhắn, quà cáp thì bên kia sẽ hơi e ngại. Tốt hơn hết, bạn nên nhường cho bên kia một chút không gian, chuyện gì đến rồi sẽ đến. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Sao cụ tử nhập trung cung, nhắc nhở bản mệnh cần đề phòng các bệnh về mắt, về tim. Nếu có bệnh thì lập tức tìm cách chữa trị ngay nhé. Thời gian đầu xuân năm mới này có quá nhiều cuộc hội họp, không nên điều khiển xe khi không được tỉnh táo. Ngoài ra, có thể vì lối sống thiếu khoa học đang có những tác động xấu khiến cho bản mệnh thay đổi cuộc sống, thiếu lành mạnh. Còn giáp này cần phải thay đổi lối sống lành mạnh và tích cực tham gia thể dục thể thao để cơ thể được khỏe mạnh hơn. Hạn chế việc thức khuya, thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, đánh bài trong khi cơ thể còn đang yếu. Lúc này bạn cần thêm nhiều thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo nguồn năng lượng mới. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Nhâm Thìn mệnh thủy, năm sau một đức. Khẩu quyết: tháng này vui xuân bên gia đình, đừng tham công tiếc việc. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Tỵ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu cam. 2. Tuổi Giáp Thìn mệnh hỏa, nam sao Phần Hưởng, nữ sao La Hầu. Khẩu quyết: tránh thử làm điều gì đó mới lạ và đặt quá nhiều tiền vào đó. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn: màu tím, màu đen. 3. Tuổi Bính Thìn mệnh thổ, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức. Khẩu quyết: khi cảm thấy an ổn trong lòng, cuộc sống sẽ tự nhiên may mắn hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Tý. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi Mậu Thìn mệnh mộc, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu. Khẩu quyết: tránh nói ra những suy nghĩ tiêu cực của mình khiến cho người khác khó chịu. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Mùi, tuổi Thân. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu nâu. 5. Tuổi Canh Thìn mệnh kim, nam sao Phần Hưởng, nữ sao La Hầu. Khẩu quyết: giảm bớt đi sự kỳ vọng, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Quý nhân phù trợ: tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tý, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu đen. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tỵ, tiền bạc dồi dào, hứa hẹn một năm rực rỡ. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy rằng tài lộc đang nở rộ và công sức của những chú rắn bao lâu nay đã đến lúc được gặt hái thành quả. Tuy nhiên, hãy nhớ cân đối việc tiết kiệm và chi tiêu sao cho hợp lý, đừng tiêu xài hoang phí. Tháng này là tháng có các tinh tử vi hỗ trợ cho vận trình tài lộc của những chú rắn thêm phần hanh thông. Nhiều người bán được rất nhiều hàng, mang về doanh thu rất lớn nhờ biết cách chọn mặt hàng đúng dịp. Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thể nhận được khoản tiền thưởng lì xì Tết đáng kể so với mọi người. Tuy nhiên, đừng vì quá vui mà ăn nói hàm hồ. Tương hình khiến cho người tuổi Tỵ dễ bị mang tiếng là kẻ vô ơn. Hãy xem lại lời nói, hành động nào đó của mình có vô ý làm tổn thương đến ai mà bạn không hề hay biết hay không. Nhất là trong công việc, có thể người tuổi Tỵ có phần tự mãn về năng lực của mình. Bạn thường có xu hướng khó chấp nhận quan điểm của người khác, hay bác bỏ ý kiến và tự cho mình là đúng. Bạn muốn mọi thứ diễn ra đều phải có mục đích rõ ràng và mọi vấn đề phải được giải quyết bằng sự chính chắn. Nguyệt lệnh bệnh cho thấy sự thiếu kiên nhẫn của người tuổi Tỵ trong tháng Giáp Dần này. Có thể bạn bắt tay vào làm việc gì cũng cảm thấy hào hứng, nhưng một thời gian ngắn sau lại bỏ cuộc. Việc này không tốt đâu nhé.
Ngũ hành tương sinh xuất hiện trong tháng 1 âm lịch tạo điều kiện thuận lợi cho vận trình tình cảm của những chú rắn. Tuy nhiên, nên tránh việc si tình quá phụ thuộc vào đối phương. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của người tuổi Tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ lúc này được tử vi che chở nên hanh thông, thuận lợi, không có gì phải lo lắng quá nhiều. Bản mệnh thể hiện là người có tầm nhìn tốt và thể hiện được sự trách nhiệm của mình trong công việc. Bạn làm tốt những nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều. Chỉ có điều, bạn có phần tự mãn nên không phải ai cũng ưa thích hay yêu mến bạn. Những chủ rắn nên hành xử khiêm tốn, khéo léo hơn, nếu không vướng vào những thị phi. Nơi công sở, việc gì, những ý kiến bất đồng xảy ra là chuyện dễ hiểu. Thế nhưng, trong lúc tranh luận, bạn nên lắng nghe thật kỹ rồi mới phản hồi. Vì thế, hãy trò chuyện một cách văn minh và không nên ngắt lời họ khi đang bày tỏ quan điểm nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Giáp Dần, thực thần mang tới tin vui tài lộc cho người tuổi Tỵ. Có thể nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác mà kiếm được tiền. Có thể bạn không có chủ đích, nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên giúp bạn có thể tận dụng cơ hội tốt này để gia tăng thu nhập cho mình. Không ít người để dành ra một khoản lớn tiết kiệm và đầu tư cho tương lai. Có rất nhiều lời dụ dỗ hay hò xuất hiện khi bạn có nhiều tiền, nhưng hãy luôn nhớ nâng cao cảnh giác, cẩn thận kẻo bị mất tiền oan chỉ vì cả tin. Ngoài ra, người tuổi Tỵ có thể tán lộc cho mọi người như làm từ thiện một khoản vừa phải, hoặc bạn cũng có thể mời những người thân đi ăn tối trong tháng này. Cách cư xử hào phóng sẽ giúp cải thiện tài vận của bạn đấy nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bát Bạch bài về hướng Đông Nam dự báo có nhiều chuyện vui, nhất là con đường tình duyên có thể sẽ gặp được người thầm thương chậm nhớ. Hứa hẹn người độc thân sẽ sớm có đôi trong thời gian tới. Không những thế, trong những ngày đầu xuân năm mới, những cặp đôi bàn chuyện cưới hỏi hoặc đón tin vui bầu bỉ. Tuy nhiên, cũng có những cặp vợ chồng có vẻ lơ là việc chăm sóc tình cảm. Có thể bạn nội tâm và giàu tình cảm, nhưng đôi khi khó hiểu được cảm xúc của người khác khi có xung đột. Nếu có việc gì cần sự trợ giúp từ người bạn đời thì nên nói ra, thay vì trách cứ thì nên ngồi lại trò chuyện với nhau nhiều hơn thì các khúc mắc mới được tháo gỡ kịp thời. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhiều buổi tối ăn uống tụ tập với người thân, bạn bè khiến bạn ăn không đúng bữa. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề của hệ tiêu hóa. Thời gian này khi ăn uống, người tuổi Tỵ nên lưu ý chọn ít đồ ăn có tính axit ít hơn. Nếu không, bạn sẽ cảm thấy không khỏe do axit dạ dày quá nhiều. Sau bữa ăn khoảng 30 phút, bạn có thể đi bộ giúp cho tiêu hóa nhanh hơn. Thời tiết hiện tại không hề tốt cho những ai có bệnh nền, do đó người tuổi Tỵ đừng chủ quan, nếu có dấu hiệu ốm thì tìm cách chữa trị sớm, nhất là cảm lạnh không được chủ quan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tỵ vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Quý Tỵ mệnh thủy, nam sao Thái Âm, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Cứ nghĩ tới kế hoạch dài hạn, bạn sẽ có hướng xử lý cho hiện tại. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu đen, màu cam. 2. Tuổi Ất Tỵ, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Đôi khi chấp nhận một chút rủi ro là điều cần thiết, nhưng chỉ nên một phần nhỏ thôi nhé. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu trắng. 3. Tuổi Đinh Tỵ, mệnh thổ, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết. Tính toán cẩn thận nhưng cũng cần thích nghi với những thay đổi. Quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu đỏ.
4. Tuổi Kỷ Tỵ, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết. Hãy trân trọng tình cảm người ta trao cho bạn. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Tân Tỵ, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tú, khẩu quyết. Để kiểm soát mọi việc cùng một lúc. Quá tham lam, hãy lượng sức mình. Quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu hồng, màu tím. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Ngọ, tham lam, dễ đánh mất tất cả. Tử vi tháng 1 âm lịch dự báo về những tín hiệu tốt trong vận trình của bạn, nhưng không có nghĩa là bạn có thể tham gia vào các trò đỏ đen, đặt cược toàn bộ tiền bạc vào đó. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão thấy rằng, giải thần xuất hiện cho thấy nếu bản mệnh hay giúp đỡ cứu vớt người sẽ có thể giải ách trừ hung, không lo vận hạn xảy ra trong tháng đầu tiên của năm mới. Bạn đang tiến bộ, cống hiến hết mình cho những gì khiến cho bản thân lạc quan, vui vẻ hơn. Bạn cũng cảm nhận được sự chân thành, nhiệt tình mà mọi người hỗ trợ cho bạn trong lúc khó khăn. Nguyệt lệnh Lâm Tử cho thấy bản mệnh thông minh nhưng do dự, không quyết đoán nên dễ đánh mất cơ hội. Nên tránh theo đuổi danh lợi vì việc tham lam vật chất hay cả tình cảm cũng đều khiến cho bạn không đạt được nguyện vọng hay nhận về mình những phần thiệt thòi hơn mà thôi. Những lúc cảm thấy quá tải, ngoài việc trang trí nhà cửa nên viết ra từng việc làm theo những thứ tự ưu tiên, hoặc đơn giản là viết ra những mối lo âu một cách trung thực nhất. Cách làm này sẽ giúp bạn đối mặt với những vấn đề và trút bỏ một phần nào gánh nặng. Khi đọc lại những dòng tâm sự đã viết, bạn sẽ có điều chỉnh phù hợp khi tâm trạng tương tự lặp lại. Khi dũng cảm đối diện với chúng, bạn sẽ phần nào giải tỏa được căng thẳng đang diễn ra trong tâm trí của mình. Bạch hổ hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe, và đó cũng là nguyên nhân có thể khiến cho bạn thiếu đi sự quan sát những thay đổi trong cơ thể của mình trong suốt thời gian vừa qua. Một phần là vì bạn đang quá bận rộn, tự nhận thêm nhiều áp lực về mình mà chưa thể sắp xếp thời gian hợp lý. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của người tuổi Dần qua từ phương diện của cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Giáp Dần, thương quan khiến cho người tuổi Ngọ thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng trong công việc. Mọi thứ không theo kế hoạch, bản mệnh có xu hướng trách cứ bản thân, tập trung vào sự thiếu sót của chính mình. Đôi khi cứ ngồi mãi một chỗ và vùi đầu vào đó, không thể làm tình hình khả hơn. Bạn nên có vài phút ra ngoài, tách mình ra khỏi công việc, rồi khi quay lại, cũng có thể sáng tỏ một số vấn đề mình đang gặp phải đấy. Hiệu quả của công việc cũng cần đánh giá lại trong thời gian này. May mắn là bạn khá kiên cường, không bỏ cuộc trước những khó khăn vất vả. Bạn chắc chắn sẽ chế ngự được những ràng buộc bên trong của mình nhờ vào khả năng nhìn nhận và giỏi tìm kiếm những hướng đi khác biệt so với bản thân. Thời gian này, công việc phát triển hơn khi xác nhận lại nhiệm vụ của mình trong một khuôn khổ của công ty. Hứa hẹn bản mệnh sẽ thay đổi hơn rất nhiều so với quá khứ. Ít ra, bạn biết mình nhận ra mọi thứ một cách khách quan hơn để bản thân suy nghĩ lạc quan, cho dù sẽ gặp phải những khó khăn trong công việc hay học tập. 2. Luận về phương diện tài chính. Lục bạch bài vài hướng Tây Nam mang theo dấu hiệu tài lộc vượng, may mắn về con đường tiền bạc, nhờ thế mà người tuổi Ngọ có thể vượt qua một giai đoạn khó khăn một cách ngoạn mục. Có thể thấy, tháng Giáp Dần vào năm Quý Mão, tiền bạc kiếm được không đến từ công việc chính mà là việc phụ ngoài luôn. Tuy vất vả hơn nhưng bù lại bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Tuy nhiên, với những ai tham lam muốn kiếm sổ tiền lớn trong thời gian ngắn thì nên thận trọng vì bạn có thể có quyết định sai lầm khiến cho toàn bộ số tiền kiếm được mất sạch đi.
Một số bạn có khả năng sẽ nghỉ hưu trước tuổi nhờ vào việc tích lũy được số tiền lớn để bù không đi làm, vẫn có nguồn tiền ra nguồn tiền vào và đều đặn mỗi tháng. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tam hợp trợ lực cho tình duyên của người tuổi Ngọ, những ngày đầu xuân năm mới trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Hai vợ chồng cùng đồng lòng trong những kế hoạch sắp tới và quyết định thực hiện đến cùng. Khó khăn vẫn còn đó, nhưng khi có sự tương trợ giữa hai người thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Đó thật sự là điểm sáng cho cuộc sống của bản mệnh trong tháng Giáp Dần này, điều mà bạn mong muốn bao lâu nay. Con người độc thân nhìn ra hướng đi mới cho chuyện tình cảm của mình. Bản mệnh tìm được niềm vui trong cuộc sống và điều đó vô tình thu hút được người khác giới. Nhờ thế mà đào hoa nở rộ vào tháng 1 âm lịch. Mối quan hệ của bản mệnh với người thân thời gian này cũng được cải thiện rõ rệt. Nhiều hiểu lầm trước đây cũng được xóa bỏ, gia tăng sự kết nối với mọi người. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Bao lâu nay, người tuổi Ngọ rất tự tin rằng mình khỏe mạnh nên thiếu đi sự quan tâm cần thiết tới việc này. Tuy nhiên, thời gian gần đây, những người xung quanh chăm chỉ tập luyện cũng là lúc nhắc nhở bản thân nên thay đổi. Ảnh hưởng của Bạch Hổ gây bất lợi cho sức khỏe, nhất là những ai có chế độ ăn uống không phù hợp cộng với ngày nghỉ dài hay có xu hướng bỏ bữa vì ham vui, ham chơi. Không những thế, thời gian này bản mệnh không nên điều khiển xe vì có thể xảy ra rắc rối không đáng có. Nếu có thể nên hạn chế việc đi lại quãng đường dài. Nếu đã có bệnh, đây là thời điểm tốt để xác định lại phương pháp điều trị thích hợp để giúp bản thân cải thiện thể trạng và thể chất. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng phương thuốc tốt nhất là từ bỏ sự mâu thuẫn, suy nghĩ ít đi và sống lạc quan hơn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Giáp Ngọ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương. Khẩu quyết: nói gì phải ghi nhớ và thực hiện, đừng nói cho vui. Quý nhân phù trợ: tuổi Thân, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Hợi. Ôi trời! Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Ngọ vào tháng 1 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Giáp Ngọ, mệnh Kim, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương. Khẩu quyết: nói gì phải ghi nhớ và thực hiện, đừng nói cho vui. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thìn, tiểu nhân, tuổi Hợi, tuổi Dần. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. 2. Tuổi Bính Ngọ, mệnh Thủy, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm. Khẩu quyết: tranh cãi đúng sai chỉ khiến tình cảm thêm phần căng thẳng không cần thiết. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu đen. 3. Tuổi Mậu Ngọ, mệnh Hỏa, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô. Khẩu quyết: hãy quan tâm tới sức khỏe của mình một cách nghiêm túc. Quý nhân phù trợ: tuổi Dần, tuổi Sửu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu nâu. 4. Tuổi Canh Ngọ, mệnh Thổ, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương. Khẩu quyết: cảm nhận của bạn khá chính xác, hãy lắng nghe trực giác của mình. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu hồng, màu cam. 5. Tuổi Nhâm Ngọ, mệnh Mộc, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm. Khẩu quyết: tình cảm xuất hiện nhiều vết rạn nứt do thiếu thời gian dành cho nhau. Quý nhân phù trợ: tuổi Hợi, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn: màu xanh, màu hồng. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Mùi. Năm mới thêm vui khi tài lộc rực rỡ. Bước sang tháng đầu tiên của năm Quý Mão, người tuổi Mùi có thể trông mong một khởi đầu tốt đẹp cho mọi việc. Khi tiền bạc rủng rỉnh, cũng nên nhớ tới việc tiết kiệm, đừng nên hoang phí nhé.
Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Mùi. Nguyệt lệnh Lâm Mậu cho thấy sự trì trệ của con giáp này trong tháng đầu tiên năm mới. Bạn vẫn còn ham vui, ham chơi và chưa muốn bắt tay vào làm việc ngay lập tức. Nếu có ngồi làm việc thì tâm hồn vẫn treo ngược cành cây. Bản mệnh là người lập dị, có xu hướng tập trung vào sự khác biệt. Chìa khóa quan trọng mà người tuổi Mùi nên nhớ trong tháng Giáp Dần đó là sự hòa giải. Bạn cần phải đưa ra một số phán đoán và thiết lập lại các mối quan hệ hòa bình. Điều này sẽ cải thiện tài vận của bạn. Thời gian này, những chú dê đam mê nghiên cứu, làm việc gì cũng có tính chắc chắn cao. Tử vi, các tinh trợ mệnh giúp cho sự nghiệp thêm phần hanh thông, tài lộc lúc này cũng được cải thiện rõ rệt. Tháng này tình hình tài lộc đã rực rỡ hơn nhiều, cho dù là sống tiết kiệm để chuẩn bị cho kế hoạch trong tương lai, nhưng đừng vì thế mà quên mua sắm những món quà xứng đáng thưởng cho những vất vả của mình trong thời gian qua. Cũng trong khoảng thời gian này, bạn phát hiện ra một vài mối quan hệ không được như kỳ vọng. Khi đó, đừng tự đổ lỗi cho bản thân, mà hãy rút ra những bài học riêng cho mình để tránh các trường hợp tương tự. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Mùi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng mới, năm mới, người tuổi Mùi có tử vi xuất hiện trong tháng này mang lại những tín hiệu tích cực trong lĩnh vực công danh sự nghiệp. Ở khía cạnh ngắn hạn lẫn dài hạn, năng lượng từ các tinh này mang tới cho những chú dê khả năng và sự tự tin để vượt qua những chướng ngại vật trước mắt. Những người đang làm việc có thể thể hiện bản thân tốt hơn, các nhà lãnh đạo sẽ nên chú ý tới bạn. Bạn biết mình muốn đạt được gì trong khoảng thời gian sắp tới và dồn toàn bộ năng lực để hoàn thành mục tiêu. Những người đang làm việc sẵn sàng tìm kiếm sự phát triển trong ngành yêu thích của mình. Bạn sẽ làm việc mà mình thích. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy chính tài ghé thăm mang tin vui về tài lộc cho bản mệnh trong tháng đầu tiên của năm Quý Mão. Dự báo tháng này bạn sẽ gặp nhiều bước ngoặt về tài vận, vận thể xã hành thông nếu bạn chịu đối mặt với những khó khăn trước mắt và xử lý chúng một cách ổn thỏa. Bạn sẽ nhận thêm một số phần thưởng do thành tích công việc vượt trội. Có thể các thành viên trong gia đình hoặc bạn bè sẽ mang đến cho bạn một điều bất ngờ trong tháng này về vận may tài lộc. Thời gian này cũng cần chỉ ra việc giao lưu với bạn bè và quà tặng sinh nhật cưới hỏi cũng sẽ khiến cho bạn tiêu tốn một khoản tiền lớn. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Bát bạch bài về hướng đông nam, vậy có nhiều chuyện vui, nhất là con đường tình duyên có thể gặp được người mình thầm thương. Con người độc thân có thể khiến cho một số người khác phải cảm thấy thu hút vì sự cá tính của mình. Một số mối quan hệ của bản mệnh thời gian này sẽ có xu hướng phát triển khá nhanh khiến cho bạn không thể bắt kịp. Tuy nhiên, có những lúc bạn có cách hành xử không thích hợp. Dù là mối quan hệ lãng mạn hay đối tác kinh doanh, bạn vẫn cần tỏ thái độ những mong muốn của bản thân một cách khéo léo hơn. Những người đang yêu hay đã lập gia đình có thể có những chuyến dã ngoại hoặc đi du lịch cùng với nửa kia. Đây là chuyến đi hâm nóng tình cảm cho hai người nhân dịp đầu xuân năm mới. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ngũ hành xung khắc khuyên người tuổi Mùi nên chú ý hơn về vấn đề sức khỏe. Dẫu cho công việc sắp tới có thể khiến bạn bận rộn, nhưng cũng đừng vì thế mà từ bỏ những thói quen lành mạnh. Thời gian này, bạn cũng cần sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý nếu không muốn bị kiệt sức. Nếu có thể, hãy thử ngồi thiền. Đó là cách mà bạn cân bằng lại cuộc sống nhanh chóng, quay lại với công việc không bị gián đoạn mà vẫn đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, nếu bạn chú ý hơn tới chế độ ăn uống sinh hoạt, thì tháng này thể trạng của người tuổi Mùi có thể sẽ ổn định, khả năng mắc bệnh sẽ thấp hơn.
Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi mùi vào tháng 1 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Ất Mùi, mệnh kim. Nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Sự nghiêm túc trong công việc mang lại hiệu quả cao rõ rệt. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Tuất, màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. 2. Tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Tháng này không phải ai cũng đáp ứng được tiêu chuẩn của bạn. Hai, tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Hai, tuổi Đinh Mùi, mệnh thủy. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Tháng 1 âm lịch cho thấy không phải ai cũng đáp ứng được tiêu chuẩn của bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh lá. 3. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh hỏa. Nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Tính cả thèm trọng chán khiến cho kết quả không được cao như mong đợi. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Tuất, màu sắc may mắn màu trắng, màu cam. 4. Tuổi Tân Mùi, mệnh thổ. Nam sao Vân Hợi, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Tình cảm đôi lứa ngày càng rõ ràng và xảy ra nhiều biến động. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Ngọ, tiểu nhân tuổi Tý, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh. 5. Tuổi Quý Mùi, mệnh mộc. Nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc học tập và nên học thêm kỹ năng để phát huy bản thân trong tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu đen. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Thân, vất vả trăm bề nhưng thành quả xứng đáng. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy bản mệnh luôn chuẩn bị tâm lý cho những điều không diễn ra theo kế hoạch, để từ đó người tuổi Thân trở nên bình tĩnh, dễ dàng tìm ra hướng đi phù hợp hơn cho mình. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão của người tuổi Thân cho biết bản mệnh vốn là người đa tài, có khả năng trong nhiều lĩnh vực nên bạn thường được giao cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, lại thảo phát nên dễ đạt được thành quả tốt trong sự nghiệp. Nguyệt lệnh tuyệt cho thấy bản mệnh dễ vướng vào những sai lầm đáng tiếc và phải tiêu tốn nhiều thời gian để xử lý hậu quả chỉ vì chủ quan. Nếu không có người hỗ trợ giúp đỡ thì sự việc có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu. Do đó, khi cần, hãy xin sự hỗ trợ ngay lập tức. Thiên quan xuất hiện cho thấy có nhiều người ghen ghét, khó chịu với những gì mà con giáp này đang tiến hành. Có thể mọi sự không thật sự thuận lợi cũng là vì bạn quá tập trung vào công việc mà không quan tâm tới việc xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp cấp trên, cấp dưới. Tháng này có điềm tiểu nhân quấy phá gây hại sức khỏe, do đó thay vì làm việc nhiều hơn thì bạn cũng nên biết nói lời từ chối để có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe. Lục xung chỉ ra rằng khoảng cách địa lý cũng tạo ra khoảng cách nhất định về tình cảm. Thời gian này con đường tình duyên xuất hiện nhiều vấn đề, cảm giác xa cách nhau không ngừng gia tăng. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Thân qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện sự nghiệp. Vận trình sự nghiệp trong tháng này không được tốt cho lắm. Người tuổi Thân gặp khá nhiều rắc rối ở nơi làm việc. Thậm chí còn xuất hiện cả tiểu nhân quấy phá hoặc có người đặt điều vì ghen tị với thành tích của bạn. Điều này đòi hỏi phải dành toàn bộ thời gian, sức lực để giải quyết những rắc rối trên. Bản mệnh thường thể hiện mình là người đa năng nên việc gì cũng cố gắng làm tốt, chăm chỉ nghiên cứu, tìm tòi. Khi cấp trên tin tưởng thì cũng là lúc bạn càng được giao thêm nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Chính điều này sẽ khiến bạn mệnh có cảm giác quá tải. Hãy lên lịch tất cả thời gian tại nơi làm việc có thể giúp công việc của bạn suôn sẻ hơn, nhưng cũng có thể rất tốt nhiều cho công sức. Nguyệt mã chủ yếu, bạn mệnh phải di chuyển nhiều, khá vất vả, nhưng bù lại người tuổi thân sẽ có thêm nhiều bài học quý giá để phát triển cho sự nghiệp trong tương lai. 2. Luận về phương diện tài chính. Tử vi tháng 1 âm lịch cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi thân lúc này nhìn chung khá tốt trong tháng đầu xuân năm mới, có chút may mắn về tài sản. Đầu tư, bạn nên tinh ý để nhận ra đâu là cơ hội dành cho mình. Lục bạch bài về hướng Tây Nam mang theo dấu hiệu tài lộc vượng, gặp may mắn về tài chính, tiền bạc không chỉ từ công việc chính mà còn từ công việc phụ ngoài luôn. Tuy vất vả nhưng bù lại bạn sẽ nhận về phần thưởng xứng đáng. Tháng 1 âm lịch cho thấy cuối cùng thì vất vả, mệt mỏi, căng thẳng của con giáp này cũng được bù đắp cho những số tiền trong tài khoản đang ngày càng tăng lên. Nhiều người còn gom góp đủ tiền để mua nhà, mua xe. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành xung khắc chỉ cho người tuổi thân nhận ra những sai lầm của mình trong cách hành xử, khiến cho vận trình tình cảm đang lao dốc. Những cặp đôi không hài lòng với kết quả mối quan hệ đem lại. Bạn hay thay đổi ý kiến đột ngột, nhưng đến khi xảy ra vấn đề lại đổ lỗi cho đối phương. Con người độc thân dường như bị ám ảnh bởi người yêu cũ và cảm thấy khó khăn để bắt đầu một mối quan hệ mới. Bạn nên sớm nhận ra rằng cái cũ còn chiếm chỗ ở hiện tại thì cái mới rất khó mà tới. Bạn đang trong giai đoạn không mấy quan tâm tới đời sống tình cảm, vận may tình duyên trong tháng 1 âm lịch cũng không được tốt cho lắm. So với năm trước, thì tháng này, các cặp đôi hiếm khi có thời gian để ở cạnh nhau, gây bất lợi cho sự phát triển tình cảm. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Tháng giáp dần này, đối với người tuổi thân, do thường xuyên lo lắng, bạn ăn uống kém hẳn, hay bị đau dạ dày hoặc bị khó tiêu nên cơ thể vô cùng mệt mỏi. Thêm vào đó, việc đi xa sẽ ảnh hưởng tới chế độ ăn uống. Ngoài ra còn bị xuống tinh thần, phải dùng thuốc kích thích ăn ngủ. Người có bệnh về tâm huyết quản, xương khớp, tiêu hóa, dạ dày nên hạn chế ở lâu một môi trường lạnh hoặc ẩm ướt. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi thân vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Giáp Thân, mệnh hỏa, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết: hãy dành thời gian để chăm sóc tình cảm, chớ vì bận rộn mà lạnh nhạt. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn: màu đỏ, màu đen. 2. Tuổi Mậu Thân, mệnh thổ, nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hận, khẩu quyết: hãy thay đổi phong cách làm việc chuyên nghiệp hơn xem sao. Quý nhân phù trợ: tuổi Thìn, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn: màu hồng, màu vàng. 3. Tuổi Canh Thân, mệnh mộc, nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết: những người nói xấu không nên có vị trí nào trong cuộc đời của bạn. Quý nhân phù trợ: tuổi Ngọ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Mão, tuổi Thìn, màu sắc may mắn: màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Nhâm Thân, mệnh kim, nam sao Thái Dương, nữ sao Thổ Tủ, khẩu quyết: có những thời điểm phải biết nói không mới là khôn ngoan. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn: màu nâu, màu xanh. 5. Tuổi Giáp Thân, mệnh thủy, nam sao Thổ Tủ, nữ sao Phần Hận, khẩu quyết: hãy tỏ lòng biết ơn của mình đến một người đã nhiệt tình giúp đỡ bạn trong thời gian qua. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, tuổi Mùi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn: màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 1 âm lịch năm 2023 của tuổi Dậu. Cẩn thận, kẻo sự nóng nảy chỉ khiến cho vận may tan biển đi.
Tháng 1 âm lịch cho thấy luôn có những kẻ tìm cách hạ bệ bạn bằng những lời nói không hay, nhưng nếu bạn phản ứng thái quá sẽ bất lợi cho bạn, do đó nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Tháng đầu tiên của năm Quý Mão hứa hẹn những chú gà sẽ có đột phá về tài chính, đặc biệt là những khoản thu nhập phụ. Bạn có quyền được hy vọng về một tương lai rực rỡ cho bản thân và gia đình. Nguyệt lệnh thai nhắc nhở bản mệnh nên thực tế hơn với những kế hoạch của mình. Tháng Giáp Dần, hãy để mọi thứ thuận theo hướng tự nhiên của nó. Bạn phải biết rằng mọi việc cần được diễn ra phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Bạn có phần mơ mộng nên không hài lòng với thực tế. Có những lúc vẽ ra ý tưởng khá xa vời nhưng lại không thực hiện được. Lời khuyên dành cho bạn trong tháng này đó là nên chăm chỉ hành động hơn. Tháng 1 âm lịch cũng cho thấy bạn khá hiếu kỳ, ham nghiên cứu, học hỏi. Khi được ai đó chia sẻ về một lĩnh vực mới, bạn khá tò mò, chú ý lắng nghe và còn dành thời gian để tìm hiểu thêm. Tuy nhiên, vận trình tình cảm không thật sự sáng sủa khi bạn có xu hướng quá phụ thuộc vào đối phương. Bạn nên nhớ rằng mình cũng có cuộc sống riêng, cần phải chăm sóc. Ảnh hưởng của tiểu hao nên những khoản chi tiêu như mua sách, đầu tư cho việc khởi động kinh doanh, mọi thứ mới đầu tuy nhỏ nhưng tiêu tốn của bạn khá tiền. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Dậu qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Chính quan tương trợ nên vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu không có gì đáng lo ngại. Bạn làm gì cũng được rất nhiều người hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình. Vận trình công việc của những chú gà nhìn chung khá suôn sẻ. Những ai có công việc có thể hoàn thành nhiệm vụ từng bước một. Có vẻ cấp trên đang cất nhắc bạn lên một vị trí mới sau những thành tựu mình đã đạt được. Thiên hình nhắc nhở bạn bỏ ngay sự cao ngạo của mình. Có thể vì ai đó đã cố gắng tấn công bạn bằng những lời chỉ trích nên người tuổi Dậu nổi nóng và mất kiểm soát. 2. Luận về phương diện tài chính. Tháng đầu tiên của năm Quý Mão, người tuổi Dậu đầy hứng khởi đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, nên thận trọng trước mọi sự lựa chọn. Đây không phải là thời điểm tốt để sử dụng đồng vốn cho các hoạt động không rõ ràng. Hãy để một thời gian sau khi bạn bình tĩnh hơn mới hẳn ra quyết định. Khi bạn tìm hiểu đủ thông tin, biết mọi cách ngọn ngành, thì việc đầu tư kinh doanh mới thuận lợi và hành thông. Thời gian này, bạn sẽ có một khoản lớn cần phải chi, chủ động đồng tiền là tốt nhất. Nếu có chút rắc rối xảy đến thì nên sớm xử lý khi chúng còn manh nha. Nếu không tập trung xử lý thì thật khó để dành tâm trí cho chuyện khác. Vì vậy, tốt nhất là tập trung giải quyết công việc hiệu quả đã nhé. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành xung khắc khiến cho chuyện tình cảm của người tuổi này đi vào bể tắc. Bạn càng hy vọng nhiều sẽ càng gặp thất vọng trong thời gian này. Người độc thân đã quen với sự chủ động của người khác, luôn quá thận trọng với cảm xúc của mình. Có những sự việc diễn ra khiến cảm xúc của bạn trở nên quá căng thẳng. Một vài áp lực vô hình đang âm thầm bào mòn tinh thần của con giáp này. Song đây vẫn là thời điểm thích hợp để bạn đối mặt với chúng. Thời gian đầu, bản mệnh nên dành thời gian cho bạn bè, người thân. Bạn nên cho họ biết bạn quan tâm họ đến như thế nào bằng những hành động cụ thể nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Nhị hắc nhập cung chỉnh tay nhắc nhở bản mệnh nên quan tâm, chú ý tới sức khỏe của người thân trong gia đình, nhất là người già. Các vấn đề thường gặp phải như cao huyết áp, bệnh về hệ thống hô hấp và dạ dày. Hãy cho bản thân thời gian nghỉ ngơi và chữa lành, cũng như xua tan sự tiêu cực bấy lâu. Nghỉ ngơi là điều cấp thiết nhất. Mọi cảm giác khác như lo lắng hay cảm thấy có lỗi chỉ vô ích vào lúc này. Hãy tạm gác những muộn phiền sang một bên.
Trong các cuộc vui, bản mệnh có xu hướng uống nhiều rượu bia, thế nhưng không nên tự điều khiển xe máy, kẻo gây tai nạn giao thông đấy nhé. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Đinh Dậu, mệnh hỏa. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Các mối quan hệ tốt đẹp mang tới nhiều sự hậu thuẫn. Quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Thìn, tuổi Dậu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu đen. 2. Tuổi Kỷ Dậu, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe hơn, đừng ham mê tiền bạc quá. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tỵ, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh lá. 3. Tuổi Tân Dậu, mệnh mộc. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Hãy khiêm tốn, vận may đang có là nhờ công sức của mọi người. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Tý, màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng. 4. Tuổi Quý Dậu, mệnh kim. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy thận trọng với những kẻ nịnh bợ và thường xuyên khen ngợi bạn. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn, màu tím, màu đen. 5. Tuổi Ất Dậu, mệnh thủy. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Cơ hội mới mang tới tiền bạc nhưng đi kèm với rủi ro khác. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của tuổi Tuất, cố gắng thích nghi, hạn chế việc đổ lỗi. Tháng 1 âm lịch chỉ ra rằng những người tuổi này gặp khá nhiều trở ngại. Tuy nhiên, những ai đã có biện pháp phòng ngừa thì hạn chế được tối thiểu rắc rối xảy ra. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão của người tuổi Tuất. Dưỡng nhập mệnh hỗ trợ cho người tuổi Tuất giỏi thích ứng với các môi trường, hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa, bạn còn có thể cho mọi người thấy khả năng thuyết phục của mình trong các cuộc đàm phán. Thời gian này cuộc sống ổn định vững chắc nhưng thiếu đi sự năng động cần thiết. Đã bao lâu rồi bạn chưa tìm hiểu những kiến thức mới, bạn thường xuyên giới hạn bản thân trong những vòng tròn các quy tắc, đã đến lúc cởi bỏ chúng và khám phá thế giới xung quanh mình. Đừng để bản thân ở thế bị động, hãy cố gắng hành động nhiều hơn suy nghĩ. Đương nhiên, đôi khi hành động bừa bãi có thể mang lại những điều bất ngờ mà bạn không nghĩ tới. Ngũ quỷ hung tinh dự báo có đêm tiểu nhân quậy phá gây hại cho sức khỏe. Người tuổi Tuất nên hạn chế uống rượu bia ở mức tối thiểu. Nếu không, liên tục say và mất ngủ sẽ tác động không nhỏ tới công việc mà bạn vẫn rất chủ quan. Thiên nguyệt khiến cho bản mệnh thường xuyên trải qua cảm giác ưu tư, muộn phiền, nhất là những ai càng có nhiều tiền lại càng có cảm giác cô đơn, không ai hiểu mình, không thể chia sẻ cùng ai. Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Tuất luận về các phương diện trong cuộc sống. 2. Luận về phương diện sự nghiệp. Thời gian này, người tuổi Tuất sẽ cảm thấy bản thân trở nên hướng ngoại hơn sau khoảng thời gian sống có phần tách biệt. Tuy việc này khác với những việc bạn làm thông thường trước đây, nhưng nó đủ thách thức bạn bước ra khỏi giới hạn của mình, cải thiện sự nghiệp theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tam bích nhập cung đồng tây, người mệnh này tiếp tục bị những rắc rối thị phi bao vây, chủ yếu phát sinh ở nơi làm việc, nhất là những ai làm cơ quan nhà nước, cạnh tranh mạnh, càng nhiễu nhương phức tạp. Đừng ngạc nhiên bởi một số dự án có thể bị chậm trễ. Lúc đó, bạn càng cần tập trung cao độ để xử lý vấn đề. Có như thế mới hạn chế tối thiểu những rắc rối có thể xảy đến. Tháng Giáp Dần, bạn không nên so sánh hay đuổi theo tốc độ và năng lượng của mình với người nào đó. Thay vì thế, nên chú trọng nghỉ ngơi và thư giãn nhiều hơn. 2. Luận về phương diện tài chính.
Thiên tài ghé thăm mang tới tài lộc cho người tuổi Tuất vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão. Nếu bạn làm việc chăm chỉ, bạn có thể có được thù lao đặc biệt tốt. Nhiều người chăm chỉ làm ăn đã có cơ hội mở rộng việc kinh doanh và thu về lợi nhuận tốt. Tuy nhiên, đừng thực hiện quá nhanh khiến bạn khó có thể kiểm soát hết tình hình. Với người kinh doanh, đừng vội tin rằng mình thắng được một lần, hai lần là thắng mãi. Bạn nên thận trọng vào đầu tháng, tránh đầu tư mạo hiểm, nếu không sẽ thua lỗ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Tháng mới hứa hẹn người tuổi Tuất sẽ rất hạnh phúc. Bạn nên tăng cường các hoạt động giúp gia tăng sự kết nối giữa hai người để tình yêu thêm phần mặn nồng. Hãy đi đến nơi mà hai người chưa từng đến và dành thời gian cho nhau. Tâm hợp đem lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời trong vòng tay bạn đời. Còn nếu bạn còn độc thân, đã đến lúc thay đổi cuộc sống, hãy đắm mình vào những giây phút tự nuông chiều bản thân. Đừng đợi ai đó mang tới hạnh phúc cho bạn, hãy tự tạo niềm vui cho chính mình nhé. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Ngũ hành xung khắc khiến cho người tuổi Tuất cũng như các thành viên trong gia đình thường xuyên gặp các vấn đề về sức khỏe. Thời gian này bạn cần sạc lại pin vì trong tương lai bạn sẽ rất bận rộn. Nếu liên tục làm việc quá sức trong thời gian dài chỉ gia tăng thêm sự mệt mỏi, làm gì cũng không hiệu quả. Dự báo tháng này dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, căng thẳng tinh thần khi đối mặt với chuyện riêng tư. Bạn cũng cần chú ý tới những thay đổi trên da, bởi bạn có thể gặp các vấn đề sức khỏe không mong muốn. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tuất vào tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023. 1. Tuổi Mậu Tuất, mệnh mộc, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Tính toán thận trọng vì dù bạn nhiều tiền nhưng hoang mang là điều không nên. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu nâu, màu xanh. 2. Tuổi Canh Tuất, mệnh kim, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Hãy mua tặng cho người thân những món quà ý nghĩa. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu nâu, màu đỏ. 3. Tuổi Nhâm Tuất, mệnh thủy, nam sao Vân Hợn, nữ sao La Hầu, khẩu quyết. Nên thăm hỏi người thân của mình nhiều hơn nữa nhé. Quý nhân phù trợ tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Dần, tuổi Dậu, màu sắc may mắn màu xám, màu trắng. 4. Tuổi Giáp Tuất, mệnh hỏa, nam sao Thủy Diệu, nữ sao Mộc Đức, khẩu quyết. Tình duyên thăng hoa mạnh mẽ nhờ đào hoa khoe sắc. Quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Dậu, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ. 5. Tuổi Bính Tuất, mệnh thổ, nam sao Mộc Đức, nữ sao Thủy Diệu, khẩu quyết. Khuyên con giáp này nên điều chỉnh hướng đi ngay khi cần thiết. Quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Mão, tiểu nhân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen. Tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Hợi. Cơ hội để trổ tài, hãy tự tin thể hiện. Bước sang tháng Giáp Dần năm Quý Mão cho thấy thiên thời, địa lợi, nhân hòa trong tháng đầu tiên là thời điểm lý tưởng để bạn thực hiện những kế hoạch của mình một cách táo bạo hơn. Tháng 1 âm lịch của người tuổi Hợi, đây là thời gian có thể thấy người tuổi Hợi đang được truyền nhiều nguồn năng lượng tích cực, thúc đẩy bạn làm việc hiệu quả hơn. Bạn có thể tận dụng nó để tạo ra những bước tiến trong sự nghiệp của mình. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên học cách cân bằng cuộc sống và công việc. Hãy dành thêm thời gian cho gia đình và cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ lễ đầu năm một cách trọn vẹn. Thái âm, các tinh đặc biệt tốt cho nữ mệnh đang muốn tìm một nửa cho mình, hứa hẹn con giáp này sẽ có được người đưa người đón. Bạn đang cân nhắc trong chuyện lựa chọn ai là người để chung đôi trong thời gian tới. Nguyệt lệnh trường sinh giúp cho người tuổi Hợi thể hiện sự tài hoa của mình. Những gì bạn làm cũng rất được mọi người đón nhận. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn của bạn cũng dễ gây thiện cảm.
Xem tử vi tháng 1 âm lịch năm Quý Mão 2023 của người tuổi Hợi qua từng phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Thất xích nhập phương chính đông, người tuổi này có thể phải chịu sức ép và sự cạnh tranh lớn trong môi trường làm việc. Nhưng chính điều này lại tạo ra môi trường để những ai giỏi có cơ hội tỏa sáng. Thiên ẩn trợ lực cho công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông suôn sẻ. Đây là khoảng thời gian vui vẻ, hào hứng, nhất là những ai làm việc liên quan tới sáng tạo thì càng có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Năng lực của người tuổi Hợi là nguồn cảm hứng cho người khác. Họ tìm tới bạn để có được sự giúp đỡ. Danh tiếng của bạn tăng lên, bạn thậm chí có thể được thăng chức tăng lương. Các mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên gắn kết hơn và bạn có thể đặt niềm tin vào một vài người đồng hành. Tuy nhiên, bên cạnh đó, ảnh hưởng của tường phá khiến cho người chăm chỉ, nhiệt tình như bạn cũng bắt đầu có cảm giác kiệt sức. Cần cân đổi lại thời gian để cân bằng lại cuộc sống người tuổi Hợi nhé. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng Giáp Dần, tình hình tài chính của bản mệnh khá cân đối. Việc mua sắm chuẩn bị cho ngày Tết cũng như mừng tuổi đã ngốn của bạn một khoản kha khá. Nhìn chung, tháng này chi tiêu nhiều hơn là thu về. Nhưng một khoản khi đó là nằm trong kế hoạch thì không có gì phải lo lắng cả. Với những người tuổi Hợi đang khởi nghiệp, khi mà mọi thứ đang ở hình thức khởi động, nghĩa là bạn tốn khá nhiều tiền để đầu tư. Hãy luôn có kế hoạch hỗ trợ khi cần, không nên chủ quan. Những ai đang có kế hoạch làm nhau nhanh chóng, hãy cẩn thận. Ngoài việc tính toán số tiền có thể sinh lời, thì bạn nên cân nhắc xem mình có gây ra những tác hại nào tới xã hội hay không. Nếu bạn đang cân nhắc các khoản tiền dùng tới để đầu tư, thì cần có con số chính xác. Đừng thực hiện mọi thứ một cách cảm tính, sẽ không mang lại kết quả nào. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của người tuổi Hợi trở nên thuận lợi hơn. Hai người có thể cùng ngồi lại trò chuyện với nhau, nhờ đó mà có được những kế hoạch phù hợp cho tương lai. Ngoài ra, đã đến lúc cần lắng nghe nửa kia chia sẻ về kế hoạch, xem bạn có thể hỗ trợ được việc gì giúp người ấy đi đúng hướng. Với những người đang còn độc thân, bạn có thể gặp được nhân vật mới mẻ nào đó khiến cho bản thân cảm thấy bối rối. Có thể bạn sẽ có chút cảm tình với người ta, nhưng đừng quá ngộ nhận, hãy từ tốn, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Bạn nên dành thời gian cho người thân trong gia đình. Nếu bạn từng làm tổn thương ai đó, thì đây là lúc soi dịu họ bằng những lời xin lỗi chân thành. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Người tuổi Hợi nên lưu tâm tới sức khỏe trong tháng 1 âm lịch này, đừng quá thụ động. Ai cũng muốn lười biếng, nhưng việc đó ảnh hưởng tới sức khỏe thì hoàn toàn là điều không nên. Hãy đi bộ, đạp xe, tới phòng tập gym để tăng cường thể chất. Thời gian này, bạn dễ bất cẩn, gây nguy hiểm khi lái xe, tham gia giao thông. Có người có thể trải qua một ca phẫu thuật loại bỏ bệnh tật giúp sức khỏe tốt hơn. Khi thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp dễ gây nên những cơn co rút ở chân. Đề phòng tránh hiện tượng này, cần tăng cường các thực phẩm giàu canxi. Có thể bổ sung nguồn canxi trong các thực phẩm như sữa và chế phẩm từ sữa, trong các loại ngũ cốc và các loại hạt, rau xanh như rau muống, củ cải đường và các loại thịt, hải sản như cá, tôm, cua. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi vào tháng 1 âm lịch năm 2023. 1. Tuổi Đinh Hợi, mệnh thổ. Nam sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, suy nghĩ tích cực giúp bạn cải thiện vấn đề ổn thỏa. Quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Tuất, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu trắng, màu xanh lá. 2. Tuổi Kỷ Hợi, mệnh mộc, nam sao Thổ Tú, nữ sao Vân Hẳn, khẩu quyết, luôn có lý do để bạn rút lui, nhưng hãy tiến bước và tin tưởng về tương lai. Quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Sửu, tuổi Thìn, màu sắc may mắn màu vàng, màu hồng. 3. Tuổi Tân Hợi, mệnh kim.
Nam sao thái âm, nữ sao thái bạch, khẩu quyết, hãy trân trọng, mang ơn ai đã giúp đỡ bạn vượt qua khó khăn. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi mùi, tuổi sửu, màu sắc may mắn, màu hồng, màu vàng. 4. Tuổi quý hợi, mệnh thủy, nam sao thái dương, nữ sao thổ tủ, khẩu quyết. Bạn tỏa sáng theo cách riêng, không nên so sánh với bất cứ ai. Quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tiểu nhân, tuổi tuất, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu đen. 4. Tuổi ất hợi, mệnh hỏa, nam sao thổ tủ, nữ sao vân hẫn, khẩu quyết. Những thứ bạn chỉ có là tạm bợ, hãy tập trung nuôi dưỡng sự bình an trong tâm. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thân, tiểu nhân, tuổi Thìn, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn, màu trắng, màu tím.